Chi phí quảng cáo của chúng ta đang ngày càng tăng một cách chóng mặt, và đây chính là cái câu hỏi mà rất nhiều người đã dành cho Linh. Đó là hiện tại là chi phí quảng cáo chúng ta đang nó tăng cực kỳ nhiều, và họ không biết làm thế nào để chúng ta giảm cái chi phí quảng cáo mà để chúng ta gia tăng doanh số và lợi nhuận. Và thực sự là trong cái thời gian của năm 2019 và đầu 2020, Linh cũng mắc phải cái điều này. Và khi mà ở một cái quy mô lớn thì thực sự đây là một vấn đề cực kỳ lớn và làm cho Linh gặp rất là nhiều vấn đề trong công việc kinh doanh của mình. Và sau đó thì Linh đã tìm ra được một cái giải pháp để giúp cho mình giải quyết được vấn đề. Và hiện tại cái chi phí của mình nó đã ngày càng giảm xuống và giảm đến một mức mà mình không thể nào tin tưởng được, bởi vì cái chi phí nó cực kỳ thấp, thậm chí là cái đơn hàng của mình đấy nó lên đến 15-20 triệu, nhưng cái chi phí quảng cáo để ra một đơn hàng nó chỉ còn mấy chục ngàn đồng cho một cái lượng data như vậy. Và đó, và thậm chí có những cái bạn ở trong cái team của Linh đấy là làm chỉ còn là 1-2 ngàn đồng cho một cái data, và mình tiếp cận được hàng triệu người ở trên internet hoàn toàn là miễn phí. Vậy thì cái bí mật ở đây đó gì ạ? Đó chính là Linh xây dựng được cho mình một cái thương hiệu ở trên internet thông qua những cái nền tảng như Facebook, YouTube và TikTok. Như chúng ta đã thấy rằng là kênh TikTok của Linh hiện tại đã hơn 3,8 triệu lượt follower, và kênh của vợ Linh đó là hơn 2,9 triệu lượt follower, và hơn đến 90% số lượng video là trên 1 triệu cái lượt xem, và thậm chí những cái video 10 triệu, 20 triệu và 30 triệu lượt xem. Và tổng cái số lượng view trong tất cả cái kênh của Linh trong năm 2020 vừa rồi đó là hơn 6 tỷ lượt xem. Vậy thì cái bí mật đằng sau đó là gì ạ? Đó là cái kịch bản để có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được những kịch bản có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower ở đó? Thì chúng ta hãy click vào cái đường link ở bên dưới và chúng ta mời Linh một bữa ăn trưa. Với chi phí của một bữa ăn trưa mời Linh thì chúng ta sẽ học được 5 cái ngày hoàn toàn để mà chúng ta có được một cái công thức, những cái bí mật để có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Hãy mời Linh một bữa ăn trưa. Và cái chương trình này Linh muốn lọc ra những con người thực sự là nghiêm túc, những người thực sự mong muốn thay đổi cái kết quả kinh doanh của mình, mong muốn giảm chi phí quảng cáo xuống thấp nhất và gia tăng cái doanh số và lợi nhuận của mình. Và cái chương trình này Linh chỉ làm được tối đa đó là 1.000 người. Và chương trình này là chương trình học về online vì chỉ tối đa có 1.000 người, nên chúng ta cần phải đăng ký nhanh và chúng ta chuyển khoản để chúng ta có sở hữu được cái tấm vé duy nhất trong cái chương trình này. Chúng ta hãy làm cái điều này nó thật nhanh để chúng ta có sở hữu được cái công thức, những cái bí mật đằng sau những cái video có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower, để chúng ta thay đổi về kết quả kinh doanh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình.